Sở dĩ người thế gian không thể thành Phật, vì ngày ngày đang tạo nghiệp. Họ khởi niệm gì? Hy vọng ta tốt hơn bất kỳ người nào. Người khác tốt hơn mình liền sanh tâm đố kỵ, liền sanh phiền não. Ý niệm này sao thành Phật được? Ý niệm này sao giảng sanh được? Người thật sự muốn giảng sanh ngay trong đời này phải đặc biệt chú ý điều này. Trong các buổi giảng tôi thường nhắc nhở mọi người, thật sự cầu giảng sanh thì tâm phải đồng tâm Phật, nguyện đồng với nguyện Phật, đức đồng với đức của Phật, hạnh đồng với hạnh của Phật. Chỉ cần bốn cái đồng này chắc chắn được giảng sanh. Chân tâm là như vậy. Mỗi ngày niệm Phật hay không cũng không sao, tự nhiên cảm ứng đạo giao. Phật A-di-đà là tâm gì? Mỗi niệm hy vọng tất cả chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Còn có oan gia đối đầu sao? Không còn nữa. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. Bất luận họ phạm sai lầm gì, được gọi là gì? Là nhất thời mê hoặc. Đó không phải là bản tánh của họ. Nhất thời điên đảo, hành động theo cảm tính, đừng để trong lòng. Để trong lòng họ không thiệt thòi, mà bản thân ta thì. Đây là chân lý, cần phải nghĩ thông suốt. Người niệm Phật chân chánh, người thật sự cầu giảng sanh, nên nhìn vấn đề này như thế nào? Xem tất cả chúng sanh đều như Phật A-di-đà, lòng biết ơn. Thật sự có cách nhìn nhận như thế. Không phải là tôi phải nhìn nhận như thế. Sai. Họ là thật, sự thật là như vậy, hoàn toàn không phải giả. Ai làm được? Thiện tài đồng tử làm được. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử một đời thành tựu, một đời chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Ngay dựa vào điều gì? Dựa vào điều này. Người giúp ta, người khen ngợi ta, có ân với ta, niệm niệm không quên, là Phật Bồ Tát quan tâm mình. Người hủy báng ta, người sỉ nhục ta, người hãm hại ta, cũng là Phật Bồ Tát, không có gì khác. Phật Bồ Tát đến thử thách mình, xem mình còn sanh phiền não hay không. Sanh phiền não càng phải cảm kích. Vì sao vậy? Vì không đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng họ có ơn với mình, vì sao ta còn lấy oán báo ơn? Không phải rất hồ đồ sao? Họ tham đắm những vật ngoài thân, vật ngoài thân đều là giả. Tiền tài họ dùng hay ta dùng không phải đều giống nhau sao? Có gì đâu mà so đo tính toán. Tất cả đều là không.
tâm biết ơn phải sanh khởi từ đây. Không có ai không cảm ơn. Đời này chúng ta mới có thể thành tựu viên mãn. Khởi tâm động niệm, nghĩ thử xem Phật A-di-đà có khởi ý niệm này chăng? Phải hiểu đạo lý này. Chân lý chỉ là mê và ngộ. Mê mà không giác gọi là tạo nghiệp, gọi là nghiệp luân hồi. Giác mà không mê, đây chính là con đường giảng sanh. Người học Phật còn có người nhìn không thuận mắt, còn có việc nhìn không thuận mắt, như vậy là sai. Sai hoàn toàn. Người học Phật mọi thứ phải hoan hỷ. Trước đây chúng tôi thường nói mọi người đều là người tốt, mọi việc đều là việc lành, hãm hại ta cũng là việc tốt. Ta đã thông qua thử thách, không hề để nó trong lòng. Ta không có oán hận, không có phiền não, vẫn an vui như thường, pháp hỷ sung mãn. Như vậy là đúng. Thông qua thử thách phải cảm ơn người thử thách, không thông qua được cũng phải cảm ơn người thử thách. Không đạt chuẩn thì sao? Ta cần phải nỗ lực hơn. Cửa ải này ta chưa thông qua, đã tiêu chuẩn, ta cảm ơn họ vì thông qua cửa ải này. Vĩnh viễn sống trong thế giới biết ơn. Quý vị xem an vui biết bao, hạnh phúc biết bao. Trước đây thầy dạy Phật pháp cho tôi, nói rằng học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Đây chính là hưởng thụ cao nhất. Mãi mãi biết ơn, mãi mãi hoan hỷ và luôn luôn tự tại. Phải học theo, niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Khi quý vị có điều gì khúc mắc với người khác, bất kể là ai, khi trong lòng quý vị không tự tại, không thoải mái, nên đọc câu này thật nhiều: Phật A-di-đà, niệm niệm nguyện tất cả chúng sanh thành Phật. Như vậy oán hận được hóa giải, phiền não được tiêu trừ. Quý vị xem trong nguyện thứ nhất, quả là từ bi đến cực điểm. Thế giới cực là không có chúng sanh của địa ngục ngạ quỷ. Nguyện thứ hai nói rằng từ ba ác đạo giáng sanh đến thế giới cực lạc, vĩnh viễn không còn đọa vào ba đường ác. Chúng sanh ác đạo khi lâm mạng chung, một niệm, mười niệm đều có thể giáng sanh. Xem ra chúng ta có sự nghi ngờ. Đời này chúng ta học Phật suốt mấy mươi năm, nhưng không chắc chắn được giảng sanh. Vì sao chúng sanh đọa lạc vào trong đường ác? Nghe được một câu A-di-đà Phật là có thể giảng sanh. Vấn đề này, chân tướng sự thật này, chúng ta không thể không biết. Trong ác đạo, phàm là người giảng sanh, chắc chắn trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều là người niệm Phật, thiện căn sâu dày, cùng dõng mạnh tinh tấn. Vì sao vào đọa đường ác?
khi lâm mạng chung, nhất niệm sai lầm. Điều này chúng ta có thể lý giải, hoặc là tình chấp quá sâu, hoặc là tập khí phiền não, nhất niệm bất giác sinh khởi vô minh, do vậy mà bị đọa lạc vào tam đồ. Nhân đọa lạc tam đồ không ngoài ba chữ: tham sân si. Lúc lâm chung tâm tham khởi lên, không buông bỏ được. Tâm sân nhuế sinh khởi, có những người có lỗi với quý vị, người hàm oan quý vị, ghi hận trong lòng, thì lâm mạng chung nghĩ đến những điều này. Hoặc là ngu si, khi lâm mạng chung mê hoặc. Điều này cũng rất nhiều. Bây giờ gọi là bệnh đản trí của người già. Bệnh đản trí của người già chính là hôn mê, là ngu si. Nguyên nhân này khiến họ bị đọa vào ba đường ác. Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật Như Lai, những chúng sanh này có cảm, họ có thể không ứng ư? Bất luận ở địa ngục, ở ngạ quỷ hay là súc sanh, Phật Bồ Tát đều ứng, có cảm liền có ứng. Lúc này thấy được Phật, nghe được Phật pháp, họ nhất niệm giác liền giảng sanh. Chính là đạo lý này. Công phu tu hành của những người này tuyệt đối không thua kém chúng ta. Nếu không phải thiện căn sâu dày, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Cõi người cõi trời gặp được Phật pháp còn không dễ giảng sanh, huống gì là ba đường ác. Chúng ta có thể lãnh hội, lý giải, từ những điểm này là có thể đoạn nghi sanh tín, cũng có thể sanh khởi tâm cung kính đối với chúng sanh tạo ác. Điều này rất quan trọng, không được ghét bỏ họ. Biết đâu tương lai họ giảng sanh thành Phật trước chúng ta. Thậm chí chúng ta thấy một con sâu, một con kiến, đừng thấy hiện tại chúng là một động vật nhỏ, thấp bé trong đường súc sanh. Biết đâu tương lai chúng thành Phật trước ta. Ta còn phải nhờ họ đến độ. Đây đều là lời thật lòng, là điều rất có thể xảy ra. Chư vị Bồ Tát tuyệt đối không dám coi thường một chúng sanh. Thành Phật càng không ngoại lệ. Thành Phật là tâm bình đẳng. Trong nguyện này chúng ta thấy được điều này. Phật bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật, Ngài đâu có phân biệt. Ai cung kính đối với chúng sanh nhất thành Phật. Khi thành Phật thì tánh đức viên mãn trong tự tánh hiển lộ ra. Bốn chữ thành kính khiêm hòa này
hiển lộ ra một cách viên mãn đầy đủ. Như Lai quả địa mới viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát và diệu giác vị còn kém một bậc, đến diệu giác mới cửu cảnh viên mãn. Do đó chúng ta có thể nghĩ đến, chúng ta tu học vì sao khó như vậy? Vì không bình đẳng. Trên đề kinh này nói là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm chúng ta không thanh tịnh, không bình đẳng, cho nên là mê mà không giác. Như vậy sẽ rất khó.